Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhìn lại một mô đồ đồng hồ đã được Gia Bảo Luxury đánh giá khoảng 4 năm trước đây. Đó chính là chiếc Rolex Celine Moonface. Thì chiếc đồng hồ này thì có gì đặc biệt? Nó có cái điểm đặc biệt chính là có một chức năng Moonface lịch tuần trăng giống với chiếc đồng hồ Rolex của vua ở đại đã được giá cách đây 4 năm với mức giá khoảng hơn 5 triệu đô. Và chúng ta hãy cùng nhìn nhận ưu điểm, nhược điểm mà khách hàng đã phản ánh lại với Gia Bảo Luxury, cũng như là chúng ta hãy nhìn đến một cái mức độ khác, đó chính là mức độ đầu tư về chiếc đồng hồ này. Và đây, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay chính là chiếc Rolex Celine Moonface mang mã hiệu là 50535. Trước cái phiên bản Rolex Celine Moonface này thì chúng ta sẽ có những cái phiên bản như là Celine không có lịch, Celine có lịch và Celine Dual Time. Sau đó thì tôi thấy khá là nhiều khách hàng có đổi những cái chiếc đồng hồ của họ, đồng hồ cũ của họ và lên đời cái chiếc Celine Moonface này. Và đa phần tôi thấy là đều có nhiều cái phản ứng là tích cực. Tuy nhiên là chúng ta cũng không thể tránh được nhiều cái suy nghĩ trái chiều. Và sau đây thì chúng ta cùng liệt kê một số cái ưu điểm cũng như là nhược điểm của cái chiếc Celine này mà tôi được tổng hợp từ những khách hàng đã trải nghiệm và sử dụng chiếc Celine này tới để quý vị khán giả cùng tham khảo. Cái ưu điểm thì có lẽ là như anh em có thể thấy là ngay từ ngoại hình của chiếc Celine này thì chúng ta có thể thấy được cái bộ phận Moonface hay là trăng sao, lịch tuần trăng của chiếc đồng hồ này rất là nổi bật, rất là ấn tượng, với một cái đĩa lịch full moon là một miếng lịch thiên thạch và cái nền đĩa màu xanh, phải nói là rất là cuốn hút, rất là đặc biệt. Và tôi thấy là đa phần khách hàng khi chọn mua chiếc Celine Moonface này đều rất yêu thích và họ đều tập trung đến cái điểm nhấn này ở trên mặt số. Đó chính là cái chức năng Moonface. Thì đây là một cái ưu điểm dễ gây gọi là tình yêu sét đánh đầu tiên, và trong đó có tôi. Đó, đấy là ưu điểm thứ nhất. Tiếp đến đó chính là cái khóa gập của Celine. Cái khóa gập của Celine này sẽ làm giảm thiểu cái việc chúng ta sẽ làm rơi cái đồng hồ khi chúng ta đeo và thao tác không chuẩn. Đó, giảm đi một cái tính chất rủi ro khi đeo đồng hồ. Về nhược điểm của Celine Moonface nói riêng và Celine nói chung, đó chính là dây da. Tất nhiên là dây da thì có những cái điểm mà nó tích cực, ví dụ như là một chiếc đồng hồ dress phải là dây da này, hay là đeo dây da thì nhìn nó rất là sang trọng, vân vân. Mọi thứ thì tôi không có đề cập đến. Tuy nhiên là về nhược điểm của cái dây da này, đó chính là chúng ta sẽ phải thay khoảng tầm 1 năm một lần, không thì nó sẽ rất là bốc mùi và dễ gây kích ứng da. Đó là một điểm mà chúng ta phải chấp nhận. Đó, tiếp đến một nhược điểm nữa mà tôi thấy là nhiều khách hàng phản ánh lại, đó chính là cái việc cái kim chỉ này nó quá nhỏ. Phải muốn để nhìn và theo dõi cái kim chỉ ngày này thì gần như là với những bác mà có tuổi một chút mà phải đeo kính ấy, thì là phải đưa đồng hồ sát lên trên mắt như này. Đó, còn không thì chúng ta sẽ ước chừng. Bởi vì sao? Vì ví dụ như là khoảng 24, 25, 26 hoặc là những cái khoảng gần nhau ấy, nếu như chúng ta không xem gần như này thì chúng ta sẽ khó mà biết được nó là số bao nhiêu. Khó nhìn lịch. Nó cũng là một cái mà tôi thấy khá là nhiều khách hàng có phản ánh lại với tôi. Tiếp đến một cái nhược điểm nữa mà trước khi chúng ta mua một chiếc Celine thì chúng ta nên tìm hiểu, đó chính là cái việc chúng ta chỉnh ngày. Cái việc chúng ta chỉnh ngày nó không giống như những chiếc đồng hồ khác, đó chính là chúng ta rút ra một nấc, chúng ta vặn là ngày nó nhảy. Và chúng ta ở đây nó sẽ giống như cái cơ chế của GMT. Mỗi một cái nấc chúng ta vặn là cái kim giờ sẽ nhảy một tiếng. Vì vậy là nếu như chúng ta muốn chỉnh ngày thì chúng ta phải vặn hết một vòng. Khuyến nghị tới khách hàng cũng như là quý vị khán giả, trước khi lựa chọn một chiếc Celine Moonface, chúng ta chỉnh chậm thôi. Vào cuối video này thì chúng ta hãy đề cập đến một vấn đề mà rất là nhiều khách hàng cũng như quý vị quan tâm, đó chính là giá của chiếc đồng hồ này. Thì giá của chiếc đồng hồ này cái thời điểm mà chúng tôi đưa về Việt Nam khoảng 2017 ấy, cuối 2017 thì giá của chiếc đồng hồ này thời điểm đó dao động khoảng 23.500 đến 24.000, retail của nó khoảng 27.000 đến 27.500. Bây giờ thì tôi nhớ là khoảng gần 29.000. Đó, thì sau đó khoảng 1 năm thì cái mức giá của chiếc đồng hồ này ở ngoài thị trường nó chỉ tụt xuống khoảng tầm 20 đến 21.000. Và là thời điểm đó tôi vẫn nhớ là tôi khuyến nghị rất là nhiều khách hàng của tôi đổi những cái chiếc đồng hồ Celine thường lên chiếc Celine Moonface, và khuyến nghị rất là nhiều khách hàng của chúng tôi nên lựa chọn một chiếc Celine Moonface. Có thể là bởi vì sao? Bởi vì là nó giống với một chiếc đồng hồ đã được đấu giá với mức giá 5 triệu đô, có cái giá trị đầu tư sau này cao, vân vân. Có thể đấy, cái vấn đề về đầu tư đó là một cái vấn đề sau khi chúng ta chơi thôi nhé, không nên đặt nặng quá. Tuy nhiên là cái thời điểm này khi chúng ta nhìn lại
thì chúng ta mới thấy được là wow, mức giá hiện tại bây giờ nó đã lên ít nhất là khoảng tầm 10 đến 15 thậm chí 20% cho một chiếc giá mới. Chúng ta có thể tham gia khảo giá Gray Market hoặc là giá thị trường phía bên ngoài thông qua những trang uy tín như là Chrono 24 chẳng hạn. Thì chúng ta thấy được giá hiện tại chiếc đồng hồ New Selene Face khoảng 26.000, 25 đến 26.000, thậm chí là hơn tùy thời điểm. Tôi có một cái giả định đó là nếu như chiếc đồng hồ này mà dừng sản xuất trong năm nay hoặc năm sau thì không biết là cái giá của nó sẽ đi về đâu. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái thời điểm mà gần đây tôi tìm kiếm thì khá ít đồng hồ mới, những chiếc Selene Moonface này có trên thị trường, và nếu có thì thường là những cái mức giá tôi vừa mới nêu ấy, giá thị trường khoảng 25 đến 26 ngàn, cao hơn khoảng 20 đến 25% so với thời điểm 3 năm trước. Đó. Nếu như mà chiếc đồng hồ này có thông tin dừng sản xuất thì tôi không biết là cái mức giá nó sẽ đi về đâu, giống như những chiếc Hermès hay là những chiếc The Hug đã được dừng sản xuất bởi Rolex. Và đây cũng là cuối của video này rồi. Quý vị khán giả cảm nhận như thế nào về chiếc Rolex Selene Moonface? Và quý vị mong chờ bộ sưu tập Selene mới trong tương lai của Rolex có chức năng gì? Tourbillon hay là lịch vạn niên? Thì hãy cùng comment ở phía dưới video này anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.